Chào anh ơi. Hôm nay về với kênh của Đức Mario thì trước mặt anh em đây là có những cái sản phẩm xe đạp điện dành cho lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3. Thì cái sản phẩm này có một cái mức giá thành rất là dễ chịu. Giá hiện tại bên mình là 5.9 triệu, đã bao gồm bình ắc quy cho anh em. Và giá đấy thì mua trực tiếp tại cửa hàng. Cửa hàng mình sẽ có ở Hà Nội này. Đấy. Còn anh em nào ở tỉnh xa thì chúng ta sẽ có một cái mức giá nha, mình sẽ hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi là 6.600.000 nhá. Với cái 6.600.000 đấy và cái 5.9 triệu thì chúng ta sẽ có gì ngay bây giờ mình sẽ đưa anh em đi xem. Có một cái xe này thì mình đã lắp bình chạy thử cho anh em. Với cái giá thành đấy chúng ta được thiết kế này, nhìn này, một cái đầu đèn rất là chiến và có dòng chữ iBay Baby LED luôn nhá. Đấy, Baby LED ở đây. Đèn xi nhan cũng tích hợp LED. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn đến từ châu Âu. Đấy. Mặt lạ nhìn cực kỳ chiến. Xuống phía dưới của chúng ta sẽ có một cái giỏ sắt. Cái này chúng ta có thể lắp được một cái giỏ mây để đựng đồ. Đấy. Và xuống phía dưới chúng ta sẽ được sử dụng bánh 300/10 mâm sắt, nhìn rất là đẹp. Hàng này thì toàn tiêu chuẩn đến từ châu Âu thôi anh em ạ. Đấy. Khung xe cũng sẽ được thiết kế và sơn tem lước chứ không phải là tem dán nhé anh em nhé. Đấy. Ở phần thân xe sẽ có nhựa. Đấy. Là một cái vị trí cốp đấy ạ. Đấy. Xuống phía đằng sau chúng ta sẽ được sử dụng giảm xóc này. Nhìn này. Đấy. Giảm xóc cực kỳ chắc chắn và cực kỳ êm ái luôn. Xuống phía dưới động cơ của chúng ta. Động cơ này của chúng ta được tích hợp chống nước. Nhưng mình khuyên anh em không nên đi vào nước nhiều. Đấy. Chúng ta đi qua vào những cái trời mưa thì chúng ta sẽ đi được. Đấy. Cái chắn bùn đằng sau của chiếc xe này cũng được thiết kế theo kiểu hai mảnh nhá. Đấy. Thiết kế theo kiểu hai mảnh, mảnh trước mảnh sau này. Đấy. Có lắp phản quang đằng đuôi đằng sau này. Đấy. Ở phía này của chúng ta trong này cũng sẽ được trang bị một cốp đựng đồ. Đấy. Một cái cốp để cho chúng ta đựng những cái đồ. Cái cốp này thì theo mình đánh giá là khá là nhỏ vì cái con IC này đã chuyển lên đây rồi. Đấy. IC này, chống trộm này, những cái đồ khiển IC này đã được chuyển lên đây để cho anh em nào đam mê cái bộ môn mà chạy chạy dưới nước ấy thì nó sẽ an toàn hơn. Tránh trường hợp chết IC của anh em. Và cái vận tốc tối đa của chiếc xe này nó sẽ đạt đâu đó 40 km/h, có màn hình hiển thị LCD. Đấy. Đấy, màn hình hiển thị LCD luôn. Rồi. Đèn còi xi nhan đều đầy đủ hết, nó là cái chắc chắn rồi vì nó xe điện. Và cái xe của chúng ta sẽ được tặng thêm một bộ remote này nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ đấy, chạy thử cho anh em xem. Nhìn cực kỳ êm ái luôn. Chiếc xe này thì bên mình khá là nhiều màu đấy. Ủa phanh cực kỳ ăn. Đấy, giảm xóc trước, giảm xóc sau. Ở đây thì mình có màu đỏ này, ở đây mình có màu đen này. Và sang cái màu chiến hơn một tí. Đấy, đó là màu cam, anh em thấy không? Cam hơ mẹ. Chiếc xe này thì còn màu xám, xám xanh. Đấy, nhìn cũng cực kỳ ngầu, ngầu đét luôn. Chế độ chạy chúng ta sẽ có hai chế độ 1, 2 đó. Và cái chiếc xe này sẽ được bảo hành tại trực tiếp cửa hàng của mình nhá. Với cái mức giá 5.9 triệu anh em đã thấy hợp lý chưa? Comment để lại ý kiến phía bên dưới. Cái chiếc xe này thì mình có thể ship ở những cái địa điểm Hà Nội xa gần đều được vì nhà mình đều có những cái xe chuyên dụng để chở cho anh em nhé. Anh em chỉ cần lên màu sắc của xe và lên cái xe cần những cái gì, bên mình Đức Mario sẽ ship đến tận nơi cho anh em xem và thanh toán tiền nhá. Trước tiên thì chúng ta cũng cần phải đặt cọc một chút thì bên mình sẽ chuyển. Ok, không thì anh em nào tin tưởng hoặc không tin tưởng có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để giao dịch. Chiếc xe điện M133 Plus chỉ có giá 5.900.000. Bye bye anh em.